được con trâu rồi anh ơi, con này nhá. Lấy con này. Lấy con này luôn đi. Bán luôn á. Được rồi, để đi được trâu thôi. Ra cái đi. Đây là sai rồi, về đây. Ôi. Đấy, con ơi, đứng chưa đấy. Đây. Con này kinh quá. Đi dậy bắt tao này, tao chủ tao đi đâu? Đâu, châu dạy em mà. Châu dạy em, châu dạy em. Bắt tao này, châu dạy em, châu dạy em. Tao đã chủ tao đi đâu? Đâu, châu dạy em mà. Châu dạy, châu dạy mày. Châu dạy em. Bắt tao này, châu dạy em, châu dạy em. Châu dạy em, châu dạy em. Châu dạy em, châu dạy em. Ôi, đây là châu của mày. Châu dạy em mà. Sao mày là châu của mày hả? Châu dạy em. Nó mà nhà mày mua được cái anh cái gì à? Châu dạy em. Mày đi cùng. Đi mẹ. Châu dạy em mà. Hello anh em nha, mình Quang ở đây. Nóng lên nhá, ok anh em. Thì nói cũng nói thật anh em nè. Nói chung là đây cũng là trang trại nhà mình thôi. Yeah. Anh em mày được phép không? Ừ. Trang trại nhà em mà. Bố em đi mẹ kìa. Vừa chửi em ở đây thăm dò rồi. Đấy là ông mình thuê thôi. Ô, ông kia mà bỏ trốn em. Ờ, cho mà. Bố em vừa chở mấy ông ra để mang cho đi bán mà. Xong, thấy hung như này hết nổi nhà anh em ấy. Hết luôn hả? Hết luôn. Chứ một con. Nói chung là nhà anh em thì không có điều kiện đâu. Chủ yếu là trâu thôi. Thì thế ra mà bảo ông mua cho con em phải về anh em làm tí. Không cần bảo, anh thích là anh vào lấy luôn. Không riêng. Thế nào? Đi vào em lấy cho. Trời ơi, trông cho anh em mà. Thật không? Thật chứ. Đây, anh đỡ em. Ồ, con này không được, con này nói quá. Con này già quá rồi. Không, con cho đấy được. Đấy, họ đến họ bắt trâu này. Thịt mẹ sao mày ngu đấy? Anh thích con này đúng không? Ừ. Con này to đấy, chắc cả lan ăn được. Đấy. Anh đi đây. Không, tao đứng sợ mà mày. Đây này. Đây. Không sao đâu. Đi đây, không sao đâu. Đặt về đi để thịt chứ. Đây như kiểu bố em bảo nó bị đau chân đi theo ấy. Rồi, dùng xe cơ. Xe cái này. Xe kia nó bắt trâu đây rồi. Không tao sợ. Nhân viên rồi nhà em bán trâu mà. Hay khê. Anh lấy con này tí em về em lấy. Ừ.
dắt đi anh. Dắt đi anh. Mày chăn trâu mày mà, tao dắt chăn trâu mày dắt đi. Em chăn trâu anh à. Con này bị đau chân. Vậy đợi em gọi bố em mang xe. Ừ. Anh ấy, con này nhá. Lấy con này luôn á. Gì? Bán luôn á. Đưa ơi, đến cho con. Dạ cái. Ê, sao vậy? Dạ đây. Ôi. Đấy. Ôi, đưa ơi, đưa ơi. Đây. Dạ. 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 Đi mẹ. Cháu nhà em mà. Cháu nói linh tinh như anh nhở. Cháu nhà em không? Cháu mày đi. Ê, cháu nhà em. Tí anh kia mày lừa mình người tao à? Không, chắc là ông kia không biết thôi. Tôi không tin nó nhá. Chắc là ông kia không biết. Tí ông kia vượt em giờ. Tao chạy trước, nó cầm cửa chết tao. Sao ấy, linh tinh được. Châu nhanh mà, chắc ông ấy không biết thôi. Cái gì, mày lừa tao đúng không? Mày nói linh tinh đi. Châu bên mày. Tao bắt rồi. Đây anh ra người như còn được. Mày đi dắt một mình đi. Chú dắt một mình đi châu à? Anh không, em mới bỏ mì rồi. Tao bỏ mì. Thôi mày sao mày linh tinh. Không cứ ơi, mình lùa tao với chú. Chết tao. Nói phét châu của nhà mày mà mày không biết người nào làm thuê à? Mày lừa ai? Mày lừa linh tinh à? Dắt châu cái nó cầm cưa nó đuổi như chó ai? Đâu? Anh mày đi về. Đi về anh. Ăn cơm. Sao đéo đéo là tin mà? Là linh tinh mà. Không mày mày ra đây lấy con nữa. Anh em ạ, lau lia sợ. Lâu lẽ tưởng đây là cho nhà mình ra dắt chứ thật vậy. Anh em, thôi em xem được video này nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây anh em.